Trở lại với kênh YouTube của mình, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cắt tán quả bưởi bằng giấy thủ công mỏ. Để làm sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị, thứ nhất là giấy thủ công, bút chì, bút dạ màu đen, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.